Bằng việc tận dụng diện tích mái nhà sẵn có và các chính sách khuyến khích của nhà nước về phát triển điện mặt trời mái nhà, nhiều doanh nghiệp sản xuất tại các khu chế xuất, khu công nghiệp trên địa bàn thành phố Hồ Chí Minh đã mạnh dạn đầu tư hệ thống này. Ghi nhận thực tế tại khu công nghệ cao, khu công nghiệp Tân Bình, khu chế xuất Tân Thuận và khu công nghiệp Hiệp Phước, đã có hàng trăm doanh nghiệp thực hiện lắp đặt hệ thống điện năng lượng mặt trời mái nhà với quy mô công suất đạt hơn 3.448 kWh, giảm chi phí điện năng hàng tỷ đồng mỗi tháng. Là đơn vị thực hiện lắp đặt hệ thống điện mặt trời mái nhà có quy mô lớn nhất tại thành phố Hồ Chí Minh với công suất đạt 916 kW, công ty cổ phần Transimax cũng là một trong những đơn vị tiên phong tại khu công nghệ cao thành phố Hồ Chí Minh lựa chọn giải pháp phát triển năng lượng sạch. Hơn 6 tháng tiến hành lắp đặt, công ty cổ phần Transimax đã ghi nhận nhiều chỉ số tích cực về hệ thống này. Hiện nay thì việc lắp đặt thì cũng khá là suôn sẻ, dựa theo cái sự hỗ trợ của các đơn vị nhà nước, ngành điện cũng như là ban quản lý khu công nghệ cao, thì cái việc xin giấy phép cũng như là khảo sát rồi cấp các cái đồng hồ điện thì cũng khá là nhanh gọn. Chủ yếu là chúng tôi sẽ sử dụng cho cái năng lượng tiêu thụ ở trong phạm vi của công ty.